Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Enzy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game mang tên là Lego Ninjago nhé. Tại sao mình không di chuyển được bên này ta? Lego Ninjago Rider, game kiểu đua xe chăng? Lego Ninjago thì quá nổi tiếng rồi anh em ạ. Còn nhưng mà chúng ta đang thử xem để di chuyển nhưng mà không di chuyển được này. Khá là buồn cười. Khá là khó hiểu là không, mình không thể di chuyển được luôn anh em ạ. Tại sao tôi không thể di chuyển được nhỉ? Từ từ nhá. Hay phải cho to cái này ra ta? Không hiểu luôn. Nút di chuyển. Đấy là khá là khó hiểu là mình không thể di chuyển được ấy. Mình chơi trên giả lập mà. Ok. Làm thế nào mà để điều khiển được đây? Thật sự là mình cũng không biết nữa. Kiểu gì? Né. Ai à, chém được luôn anh em ạ. Bá đạo phết. Nhờ, thôi mình di chuyển bằng cái này cũng được. Thôi mình di chuyển bằng cái này được anh em ạ. Nó hơi bị bất tiện một tí. Càn quét hết anh em ạ. Cái xe máy của mình đang... Rồi. Bắn không nhỉ? Bắn kiểu gì? Ui xồi ôi. Bay. Đây nào? Nó lên đây. Hơi khó điều khiển anh em ạ. Nhồn này, ok. Đưa đi nào. Nó sẽ hơi bị khó điều khiển một tí. Ấy. Cái gì cơ? Cái kia là cái gì ta? Mình đến lúc nào cũng phải... cái xe của mình to hết nhỉ? To hơn mấy cái xe kia. Ôi trời, không lấy được cái đó rồi. Không lấy được cái... Nhồn này, ok. Biến hết. Chúng ta sẽ có phi tiêu anh em ạ. Tiêu hay là cái gì đó. Rồi, chưa hết. Phá hết anh em ạ. Chưa có phá được cái... Cái này là cái gì ấy? Tay sửa. Không, mình không lấy cái kia rồi. Đây, tăng máu anh em nhá. Tăng máu chúng ta. Ok, lướt nhau. Hết rồi. Ăn này phát. Đấy, ăn thêm cục pin năng lượng anh em ạ. Cũng không biết để làm gì luôn. Chắc là để mà lướt đi ý. Để có thể kiếm thêm những cái điểm này. Bao giờ thì mới về đích ra. Ui xời ơi. Như vậy là thua đúng không? 570 cái... Thế là cái trang kiểu trong Lego ấy. Chính xác là nó đấy. Nhưng mà game này... Ấn vào đây phần 2 à? Cho mở cái pack này. Thêm được một thanh kiếm. Level 2 của mình sẽ cộng thêm một thanh kiếm vào đây. Nâng cấp hết luôn, cho nó khỏe. Xe đây, đây các loại xe đây. Lúc ấy mình có thể mua xe mà mình không mua. Cái này phải mua cái pack à? Có rất là nhiều loại xe Ninjago khác nhau nhá. Cái này thì kiếm đủ tiền để nâng cấp. Đây là cái xe của mình. Đây là cái xe màu trắng của chúng ta. Lên nào, Rider một. Nếu mình có thể di chuyển được hai bên này thì ngon. Mình không hiểu sao không di chuyển được. Wow. Nhơn. Chém tao. Ok. Lên nào. Càn quét hết anh em nhá. Nó cần nhiều tiền hơn để mình sẽ nâng cấp cho ta một cái xe mới. Bên này có cục pin năng lượng mà mình cũng... Chứ vẫn còn đầy bủ đùa 4 thanh máu mà.
thoải mái đi. Không kịp anh em, không kịp để đi sang bên kia luôn đấy. Đánh nhỉ, đánh nhỉ. Rồi, bọn này càn quét hết nha. Và cần kiếm cái cục năng lượng để mình bắt đầu mình sử dụng. Nhồn. Đấy, khỏe phết anh em ạ. Nào, ôi nuôi được có tí. Được có tí à? Ôi mình đâm vào cái xe kia là mình mất máu anh em ạ. Mình đâm vào mấy cái xe kia mình sẽ bị mất máu nhá. Khó chịu nhỉ. Mình mất máu nhiều quá. Ôi sắp đai rồi anh em ơi. Nó hơi khó điều khiển ra, tôi cứ đâm vào ô tô là tôi bị kéo em. Ôi giời, biết ngay là sấp mặt rồi. Làm thế nào mà để điều khiển được cái này nhờ? Khó thật sự luôn. Hay cái nút này nó đang bé quá nhỉ? Nhấp để chỉnh sửa. Không thể chỉnh sửa được. Tắt nó đi vậy. Hay là mình phải sử dụng cái kiểu vòng tròn này nhỉ? Nhấp một lần này, nhấp liên tục. Đây, hình như nó ở đây anh em ạ. Hình như nó ở đây. Ok. Lego Ninjago Rider Ninja 2000 mấy nhỉ? 2500 nhá, thì mới mở khóa kia nhá anh em. Đánh bại 6 enemy. Quả xe đẹp thật sự luôn. Nào, ok. Ok. Không được. Ui bị nó chém chết luôn anh em ạ. Bó tay luôn. Mình đang muốn thử ấy. Mình đang muốn thử cái nút ấy. Không được luôn. Làm nào bây giờ nhỉ? Không biết làm thế nào bây giờ luôn. 2500 rồi anh em ạ. Tôi có thể đổi sang mua một cái xe này. Đấy. Cái xe này thì 7500. Nếu mà game này mà chơi trên điện thoại thì sẽ dễ hơn. Chắc là mai mình sẽ chơi điện thoại. Ấy, xe mới này anh em. Xe mới đấy, đẹp đấy. Mình chỉ cần né mấy cái đấy thôi anh em ơi. Tôi chỉ cần né mấy cái ô tô thôi. Tốc độ chúng ta được tăng cường rất là cao luôn anh em. Bay qua đây. Yes. Chết, đế cứng. Đang khá là dễ chơi anh em. Tránh xe ô tô thôi là xong rồi. Đơn giản nha. Chúng ta vẫn còn đến. Thêm. Ui ôi. Không kịp né. Không kịp né luôn. Có những cái phát rất là khó để có thể điều khiển được. Nhồn. Cho tận 3 anh máu các bạn. Sợ gì. Ui rồi. Xuống dưới anh em ơi. Lách hẳn ra một đường đi. Một mình một đường luôn. Ai à. Nhưng mà chém mình mất một máu phải không ta? Ui, nó chặn đầu anh ạ. Ui rồi. Nó chém mình cái mình tèo luôn. Xác định luôn. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nha. Bye bye.